Thanh Hà, Phương Uyên cùng ngồi ghế nóng, việc nhún nhường là không cần thiết. Chương trình The Heroes mùa 2 đã chính thức công bố ca sĩ Thanh Hà, nhạc sĩ Phương Uyên sẽ trở thành giám khảo của chương trình. Đây cũng là lần đầu tiên hai nghệ sĩ ngồi ghế nóng cùng nhau. Sự xuất hiện của cặp đôi Thanh Hà, Phương Uyên tại chương trình nhận rất nhiều sự quan tâm từ khán giả. Mới đây, hai nghệ sĩ đã có những chia sẻ với VOV.vn về quyết định tham gia chương trình The Heroes mùa 2 với tư cách giám khảo. Phóng viên, vì sao Thanh Hà, Phương Uyên quyết định làm giám khảo chương trình The Heroes mùa 2? Thanh Hà, Phương Uyên, The Heroes mùa 1 là chương trình tiếp nối của The Remix, Hòa âm ánh sáng, đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả từ những mùa đầu tiên. Đây cũng là sân chơi mà những người nghệ sĩ sẽ thỏa sức sáng tạo không giới hạn cho những tác phẩm của mình. Là nơi thúc đẩy nghệ sĩ sáng tạo không ngừng bởi vì trong một khoảng thời gian ngắn, họ phải cho ra rất nhiều sản phẩm khác nhau mà những sản phẩm đó phải đáp ứng cả tiêu chí về âm nhạc, chuyên môn, cả phần nghe lẫn phần nhìn, đầu tư về phần dàn dựng, vũ đạo, hình ảnh, visual trên sân khấu. Vì thế khi nhận được lời mời tham gia The Heroes, chúng tôi rất vinh dự tham gia để đóng góp những yếu tố chuyên môn, kiến thức, hiểu biết của bản thân cho các bạn nghệ sĩ trẻ. Phóng viên, trong quá trình trao đổi, nhận xét thí sinh, hai chị có bất đồng quan điểm không? Nếu cùng tranh luận thì ai sẽ là người nhún nhường nhiều hơn? Thanh Hà, Phương Nguyên, hầu như là không. Trong quá trình làm việc thì chúng tôi cũng không có nhiều ý kiến bất đồng, phần lớn là đồng quan điểm với nhau. Tuy nhiên chúng tôi là những người nghệ sĩ độc lập và có những quan điểm riêng biệt, do đó chúng tôi tôn trọng quan điểm của nhau. Việc nhún nhường là không cần thiết bởi vì nghệ thuật mỗi người sẽ có những cảm nhận khác nhau và không ai đúng ai sai hay ai hơn thua cả. Cho nên việc nhún nhường không tồn tại ở đây. Phóng viên, The Heroes có gì thú vị so với những chương trình âm nhạc khác mà hai chị từng tham gia? Thanh Hà, Phương Uyên, như tôi đã nói ở trên, The Heroes hội tụ rất nhiều yếu tố của một người nghệ sĩ cần thiết khi hoạt động nghệ thuật. Ngoài vấn đề về chuyên môn như giọng hát, mỗi người cần phải có một tư duy âm nhạc sáng tạo. Mỗi người nghệ sĩ tham gia cần phải làm việc rất chăm chỉ và đầu tư rất nhiều thời gian cho các tiết mục dàn dựng bởi vì các bài hát trong chương trình hầu như phải hòa âm phối khí mới, mang màu sắc mới. Ngoài tập trung cho phần hát, nghệ sĩ còn cần phải tập trung biểu diễn vũ đạo, trang phục, visual, đó là những điều rất đặc biệt, thú vị mà trong khoảng thời gian ngắn nghệ sĩ phải hoạt động sáng tạo rất mạnh mẽ để tạo ra nhiều sản phẩm như vậy. Điều thú vị nhất mà tôi thấy chính là họ làm tất cả, không phải để chiến thắng đối thủ mà họ phải chiến thắng bản thân qua từng vòng thi. Họ cũng chẳng cần phải chinh phục giám khảo vì họ đã từng chinh phục những gì khó nhất, đó chính là sự yêu thương của khán giả. Điều họ cần làm cũng vẫn là chinh phục khán giả và nhân rộng đối tượng yêu thương mình, chúng tôi chỉ ngồi đó nghe, động viên, góp ý để họ thấy được điểm mạnh, yếu, để có tinh thần, cũng như thấy được hướng đi tiếp theo. Phóng viên, với cương vị là giám khảo, hai chị đánh giá dàn thí sinh năm nay như thế nào? Thanh Hà, Phương Uyên, dàn thí sinh năm nay khá đa dạng và các bạn là những nghệ sĩ trẻ tài năng và có giọng hát cả yếu tố vũ đạo và tinh thần sáng tạo mới mẻ, cùng một ekip hùng hậu lẫn chuyên nghiệp đứng phía sau. Tôi cũng thấy những bạn để vững về chuyên môn, đang lột xác bước ra khỏi vùng an toàn và những bạn dù trước đây chưa có chỗ đứng giờ đang rất quyết tâm để có được vị trí cho bản thân sau một vòng trào sân. Thì tôi thấy không có khoảng cách quá xa giữa các đội, điều này sẽ làm cho vòng tiếp theo trở nên thú vị. Phóng viên, hiện các chương trình âm nhạc tại Việt Nam dường như đang bão hòa, phải chăng khán giả đã bội thực khi quá nhiều show âm nhạc mà chất lượng đổi mới? Hai chị nghĩ sao về điều này? Thanh Hà, Phương Uyên, tôi nghĩ không chỉ có âm nhạc, khi bạn ăn món gì nhiều quá thì cũng ngán, lâu lâu đổi món tí nhưng chẳng có gì có thể thay hẳn bữa cơm. Âm nhạc cũng là một món ăn tinh thần, vì là món ăn tinh thần nên nó càng phải được chất lọc. Game show thì nhiều thật đấy, nhưng nếu chúng ta chọn cho mình một chương trình hợp với khẩu vị thì nó sẽ giúp cuộc sống tốt đẹp hơn. Vấn đề là mỗi chúng ta đều có quyền lựa chọn, chứ bây giờ cái gì chúng ta cũng xem hết thì bội thực là điều tất nhiên. Còn chuyện bão hòa thì thật ra âm nhạc không bao giờ bão hòa, mà thị hiếu của khán giả trong khoảng thời gian nào đó sẽ thay đổi phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội và hoạt động của thị trường âm nhạc và thị trường giải trí trong giai đoạn đó. Khi một sản phẩm hay một dạng sản phẩm được đăng tải thực hiện quá nhiều thì khán giả họ sẽ có nhiều món ăn tinh thần hơn để lựa chọn. Khi đó để những yếu tố chuyên môn hoặc yếu tố nghệ thuật đáp ứng được thị hiếu khán giả, các nhà sản xuất phải đầu tư rất nhiều để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao này. Việc sáng tạo đòi hỏi rất nhiều yếu tố, không chỉ yếu tố chuyên môn nghệ thuật mà còn về yếu tố đầu tư vật lực, chuyên môn, nhân sự, yếu tố tài chính và còn nhiều yếu tố khác cộng hưởng như thiên thời địa lợi nhân hòa. Do đó hot hay không còn tùy thuộc vào từng đối tượng khán giả khác nhau, bởi vì mỗi khán giả sẽ có những nhu cầu, những sở thích và những tâm trạng, tâm lý khác nhau để thưởng thức tác phẩm. Phóng viên, Thanh Hà và Phương Uyên có kế hoạch gì sau khi trở về nước, ra mắt các sản phẩm âm nhạc sắp tới? Phương Uyên, thật ra năm vừa rồi dịch quá nên sợ. Tôi sợ không còn được thấy gia đình nữa nên qua Mỹ để chơi với mọi người. Sau đó trong những lần quay hình tôi may mắn gặp được Hà, sau đó như thế nào thì các bạn cũng đã biết, cười.
Bây giờ tôi lại trở về và tiếp tục công việc như trước đây. Hơn một năm ở Mỹ đã giúp tôi có thêm nhiều người bạn. Đó là một kỷ niệm đẹp. Chúng tôi cũng có rất nhiều kế hoạch cho năm sau. Còn đi Mỹ hay Việt Nam đều là những hoạt động thường xuyên của Hà và Uyên vì cả hai đều có gia đình ở Mỹ và Việt Nam cho nên không phải đi hay trở về. Mà việc đi và về của chúng tôi là việc thường xuyên giống như việc hoạt động nghệ thuật vậy. Chúng tôi có kế hoạch ra sản phẩm dài hơi trong cuối năm 2022 và đầu năm 2023 bởi vì đó là công việc. Chúng tôi đang có những dự án album khác nhau dành cho đối tượng khán giả khác nhau trong thời gian sắp tới. Chắc chắn những sản phẩm đó đều là những sản phẩm được đầu tư về chuyên môn âm nhạc. Phóng viên, cảm ơn Thanh Hà, Phương Uyên.